là ai? Đây là ai? Đây là ai? Đây ấn của triều đình không? Đây là ai đây? Chà chà. Ủa ai vậy? Ta. Vua là gì? Hoàng tử xứ Ai Cập. Hoàng tử. Ủa vậy hả? Không liên quan. Không liên quan chứ. Vậy cho em hỏi nè. Đây là ai? Đây là ai? Đây là ai? Ô mô mô mô. Trời ơi, một con váy đó. Ta. Cái gì vậy? Cưng rồi. Chị cưng quá chị ơi. Cưng lắm. Trời ơi. Chị nhìn chị. Cắt sữa làm dâu Hàn Quốc luôn rồi. Và có người để ý. Ô vậy hả chị? Trời hút nhộn quá vậy. Cưng không mọi người? Trời cưng quá chị ơi. Chị đang lỡ bớt. Trời chị sai sai sai. Dùm em đi sai. Yeah, trời ơi, xuất sắc luôn chị ơi, xuất sắc luôn. Hàn Quốc nha. Còn đi, đây là ai? Đây là một cô gái rất là dễ thương phải không? Cô Sáu Cần Thơ. Trời ơi. Trời ơi, em ơi, em hôm nay là em là cái gì vậy? Hoàng tử hả? Chưa. Đây là cái con nhỏ phục trang cho mướn đồ của dân đồng viên. Nhỏ này con phục trang. Tội nghiệp Ali quá. Tội nghiệp quá. Thì hôm nay mà có Ali nó sẽ điệu muốn chết luôn ha. Ali cũng nhiều. Ali cũng nhiều. Family gia đình chúng tôi. Ủa vậy là chị là gì? Con dâu của ai? Con hay là chị? Con dâu vua Thủy Tề. Lát ra xong hàng. Trời ơi. Ủa mà gì? Còn người nữa. Còn người nữa ai vậy? À hình như thiếu ai. Còn người nữa nha quý vị ơi. Còn mọi người ơi. Mình là ai? Chắc đây. Mình là ai nữa chứ? Làm như mày biết. Mình là ai? Chứ gì? Chứ vậy? Trời ơi kìa. Hợp quá. Con này hợp quá nè. Cái màu này hợp quá. Màu đẹp quá. Dánh với hợp. Chú Corona. Mà chồng ơi cho em hỏi nè. Cái này là cái thời điểm đó làm gì có cái này? Cái này là ngọc gì đó, ngọc tỷ phù du. Ngọc tỷ phù du. Vua bang đó. Giỏi quá cho nên vua tặng. À vậy hả chị? À đặt ông quân là... ông cơ nè. Đâu quá. Không giỏi hả? Cái này là hồi xưa là gia long. Long gấu vua bang. Là phải phục vụ được cho vua là đó tốt. Như massage xong hơi đồ. Đáng lẽ chỉ có cái này thôi. Nhưng mà làm tốt cho vua ban cho cái lông gấu. À vậy ơi, vậy thì cuối cùng cái vua giàu nhất đó là ai vậy chị? Đang tìm. Đang kiếm chứ chưa biết thằng nào. Ủa chồng ơi, vậy thì ngoài cái này thì chồng có nhận được cái gì nữa không? Đây. Đây là ngọc ấn của vua ban. Vua ban. Đây. Cái ngọc ấn này có thể miễn dịch với các loại virus. Không lo bị bệnh. Vua đã biết những người cẩn thận như vậy hay phải chinh chiến. Nên vua ban cái này không sợ nhiễm virus. Đi ra chiến trường đánh giặc gió bụi corona. Là văn văn lạ văn kỳ. Trời ơi. Thôi bye bye. Lên gặp mọi người ơi. Ôi còn cái dây này là dây gì vậy ta? Ôi dây gì? Sao lại có cái dây màu chuỗi như thế này? Trời ơi đẹp má. Cái này là đồ sang trọng. Để mẹ niệm Phật đó tụi con. Để mẹ niệm Phật. Duyên. Thôi lên gặp mọi người ơi. Bye bye. A few moments later. Limino. Limino. Bobby. Imino, Imino 씨냐고. Linh Hồi. Linh Hồi. Linh Hồi. Hồi lắm. Ủa? Ủa? Hay là keo hô cũng được. Keo hô cũng được nha chị. Keo hô cũng được. Mớm mà sao hô được. Ủa chồng ơi. Này là sao nó bị bún vậy? Anh no thở. No. Nở. Yên. Trời ơi. Đang gặp đẹp lắm đó. Trời gì kỳ vậy? No. Wow, anh tự xúc ra hay là anh hở mạnh văn. Hở mạnh văn. Đâu cần sức.
Trời gì ghê vậy? À. Trời má ơi nó bung rồi. Bung. Sao mà mát? No. No. Giờ ngủ rồi. Cháu không chụp hình nữa nè. No. No, đi ngủ. Đi ngủ hình nữa nè. Chị ơi chị có muốn chị say chị xìa chị buồn vậy? Nói vậy? Nói cho em no. Chị chị dạy tiếng 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 Anh đi nè chị. English. Thế gặp lộn ra vôn nhà bùng lúc bùng lúc bùng lúc quận chúa nói kỳ quá nói bận quận chúa bị sa thải nè con dâu đang gãi quá hai giờ con dâu tóc tai nó ngứa quá nó dâu nó ngứa trời ơi, con dâu giống như bệnh ban vậy. Tóc tay con kìa con dâu ơi. Đây con làm này cho coi nè. Đang nhìn được được đúng không? Ừ. Coi nè, nhỏ ra như con điên luôn. Kìa không? Con quyền cái trái. Mẹ, cái này sữa ông thọ. Không ngồi nè. Vô lý lắm luôn. Vô lý thiệt chứ. Để cái này. Ủa sao con có sấy tóc à? Tóc nó chỉ tùm lum hết á. Tóc không vậy mẹ nó. Đây Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi ăn quá vậy. Corona đói. Corona đói. Corona đói. Mệt quá à. Lúc mình nó đói vậy đó hả? Trời ơi. Thôi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi mọi người.